Trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi những tập hợp sau đây của chúng tôi. Mình hát thì không được hay, không được ngọt bằng anh Sơn Tùng cho lắm, nhưng mà được sự nhiệt tình ưu ái của quý vị và các bạn. Thì các bạn có lòng thì Lệ Rơi cũng có dạ. Vâng, và hôm nay thì Lệ Rơi xin đáp lại tấm lòng nhiệt tình của quý vị và các bạn trẻ đã dành tặng cho Lệ Rơi. Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xưa em cho anh đâu là phôi pha. Đừng nói dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Em đừng vội bước đi gần nước mắt yêu đuối đó, quay lại lời anh. Em không mới qua đâu chưa lấp được nụ cười yêu thương kia, nước mắt đó vẫn vì em. Love baby đừng... Giọng hát rời rạc, nhịp điệu lung tung, có thể gọi là thảm họa nhưng lại dễ khiến người khác bật cười. Lệ Rơi, Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 ở Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương, không thể ngờ từ những clip tự quay của mình với mục đích giải trí lại được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt liệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Lệ Rơi do chính Hậu tự đặt đã trở thành hiện tượng mạng được đông đảo giới trẻ biết đến. Cơn bão nổi tiếng bất thình lình đổ ập xuống. Năm 2014-2015, Lệ Rơi bắt đầu được truyền thông chú ý, được nhiều bầu xô trong làng giải trí Việt săn đón. Từ một anh nông dân trồng ổi, Lệ Rơi bắt đầu được mời đi đóng phim, đi biểu diễn, hợp tác mở công ty truyền thông giải trí, tham gia game show. Cũng từ đây, Lệ Rơi quyết định nam tiến để tiếp tục sự nghiệp giải trí của mình. Sau 4 năm, Lệ Rơi thay đổi diện mạo từ một anh nông dân thành người của công chúng với không ít thăng trầm cạm bẫy. Cuối cùng, Lệ Rơi quyết định rời showbiz Việt và trở về quê hương lập nghiệp. Vâng, có thể nói là Lệ Rơi đã trở thành một công cụ kiếm tiền cho những đối tượng bất chấp sự nổi tiếng mặc dù là tai tiếng. Và sau những thăng trầm thì cuối cùng cái tên Lệ Rơi cũng đã rơi vào quên lãng. Vâng, và hiện tại thì cuộc sống của anh chàng Lệ Rơi này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một vùng trồng ổi an toàn ở Thanh Hà, Hải Dương. Và ngày hôm nay thì tôi đang phải đi tìm một cái nhân vật ở đây. Vậy thì nhân vật đó là ai? Bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây. Vâng, xin chào anh Hậu ạ, rất vui khi được trò chuyện với anh. Chào bạn. Vâng, thưa quý vị, nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay là anh Nguyễn Đức Hậu, nghệ danh là Lệ Rơi. Anh cũng chính là nhân vật trong phần tổng hợp chúng tôi đã giới thiệu. Cuộc sống của Lệ Rơi, Nguyễn Đức Hậu giờ ra sao sau những tháng ngày dấn thân vào showbiz Việt? Mời quý vị cùng Nông Thôn Chuyển Động cùng trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay ngay tại quê hương của anh ở xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Trước hết thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời trò chuyện của chương trình. Tôi cũng như là rất là nhiều khán giả đang rất là tò mò là không biết là cuộc sống hiện tại của anh Hậu, cuộc sống của Lệ Rơi giờ ra sao? Hiện tại thì mình đang làm công nhân bên bộ phận tuyển dụng của công ty. Mình vẫn có định hướng sau này sẽ mở một nông trại và phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình theo hình thức vườn ao trại. Vâng, thưa anh Hậu, là khi anh trở về quê hương thì có ai là dè bỉu anh là tại sao lại không tham gia vào showbiz Việt? Bởi vì showbiz Việt rất là nhiều tiền. Về quê làm gì để cho chân lấm tay bùn không ạ? Thực chất ra thì khi quyết định về quê để làm công ty và đang nghiên cứu định hướng theo mô hình nông trại, nông thôn, cũng rất nhiều anh em bạn bè nói ra nói vào, rồi bảo là cơ hội rất nhiều ở ngoài. Hiện tại thì kiếm tiền mấy cái thì có đầy, sao lại về để trở thành một người lao động vất vả ra. Nhưng cách suy nghĩ của họ khác cách suy nghĩ của mình. Có khả năng thì họ nghĩ cái đấy kiếm tiền nhanh, nhưng mình muốn một cái sự yên tĩnh và bình lặng trong cuộc sống. Và phát triển được thương hiệu ổi Thanh Hà của quê nhà đi lên cho bà con nông dân nữa thì đó là một điều rất tốt. Trong một lần trả lời báo chí thì anh có phát ngôn là giá trị lợi dụng của tôi vẫn còn và nhiều người thì muốn khai thác cái giá trị đó. Thế nhưng khi mà mình hết giá trị rồi thì họ không còn khai thác mình nữa. Và đó có phải là một trong những cái điều mà khiến anh quyết định trở về quê hương? Thực chất ra thì trong cuộc sống đấy, khi bất cứ ai cũng vậy thôi. Có một sự tác động của truyền thông nhất định, có một sự tác động đến cộng đồng mạng hoặc là mọi người thì ai cũng muốn hợp tác, muốn kết hợp với mình. Nhưng trong những đấy thì có người hợp tác thật, có người thì chỉ hợp tác mình lợi dụng để họ chuộc lợi cá nhân. Đến khi mình vào đấy rồi ấy,
thì nó cũng rất nhiều những cám dỗ, rồi rất nhiều những mối quan hệ phức tạp và những cái bẫy đặt ra sẵn để gài bẫy mình. Anh có nhận ra điều gì sau cái lần Nam Tiến này? Sau khi lần Nam Tiến để trải nghiệm và biết được bản thân mình có thực lực đến đâu thì trải nghiệm được rất nhiều điều. Khi tư duy không có thì khó có thể thành công được trong bất cứ lĩnh vực gì. Trong cái lần Nam Tiến đấy thì mình đã tham gia vào những cái lĩnh vực nghệ thuật nào? Có hai lần mình tham gia đóng phim chiếu rạp cùng Trấn Thành với Bằng Kiều và cả chị Việt Hương, Ha Ji Huân nữa. Có hai lần tham gia đóng phim rạp thôi. Còn mình không tham gia game show hay là bất cứ cái chương trình gì liên quan đến showbiz. Vì mình thực chất mình không muốn tham gia và chỉ có mở công ty để kinh doanh, mà định hướng của mình là muốn kinh doanh nghệ thuật chứ không muốn tham gia hoạt động nghệ thuật. Cái nói kinh doanh nghệ thuật đấy là một cái khái niệm trừu tượng, vì bất cứ ai làm lĩnh vực gì cũng là đều là kinh doanh. Còn bên mình thì mình kinh doanh nghệ thuật theo hướng tổ chức sự kiện, đào tạo ca sĩ và làm các game show sự kiện cho các công ty. Cái đấy nó là một bên khía cạnh dạng tổ chức sự kiện và bầu show. Khi mà dấn thân vào cái góc cạnh về kinh doanh nghệ thuật đấy, nó có nhiều cái phức tạp không? Nghệ thuật nó cũng mang cho mình nhiều cái mà đến bây giờ mình không muốn tham gia nghệ thuật nữa và không muốn kinh doanh về lĩnh vực mảng nghệ thuật nữa, là cũng từ người bạn của mình. Người bạn Lê Tính của mình năm 2017 thì mọi truyền thông cũng đưa về tin về cậu ấy mất rồi nên mình cũng không muốn nói nhiều. Vì chính vì cái nghệ thuật mà cậu đấy bị như vậy, và mình cũng từ cái nghệ thuật đấy cũng có nhiều cái mà bản thân đến bây giờ nhìn vào đấy mà không muốn tham gia. Cảm thấy nghệ thuật nó có một sự bạc bẽo, nó không thật. Lần mà để mình nhớ nhất là mình với cậu đấy kết hợp với một anh nữa làm chương trình sự kiện tổ chức mở công ty ngoài này. Nhưng khi trong hệ thống công ty thì cái người anh đấy họ làm cho anh em mình phải thất vọng nhiều. Có thể thấy quê hương thì vẫn là bến đỗ bình an nhất của mỗi người đúng không ạ? Có rất nhiều những cái nhận xét khó tính và thậm chí là dè bỉu Lệ Rơi, vì họ cho rằng là Lệ Rơi khi tham gia showbiz là đang mặc một chiếc áo quá rộng. Và một người không có tài cán gì như Lệ Rơi thì bỗng chốc nổi tiếng. Anh có cảm thấy chạnh lòng vì những cái câu nói đó không ạ? Thực chất những cái sự họp ý của mọi người đấy, nó là điều đúng đắn. Vì bản thân mình cảm thấy khả năng về nghệ thuật và các cái không có. Nên chủ yếu từ trước giờ mình chỉ chơi nghệ thuật và tham gia để giải trí, giải khuây, chứ không phải là để tham gia dẫn thân vào nghệ thuật như mọi người đã nghĩ. Qua những chia sẻ vừa rồi của Lệ Rơi thì có vẻ như là nhân vật này đã không còn sống ảo nữa, và anh chàng này có vẻ như là đã chín chắn hơn đúng không ạ chị Quỳnh Hoa? Vâng, đúng là như vậy, và tôi cũng đang rất là tò mò phần tiếp theo như thế nào, bởi vì không biết là sau khi mà từ bỏ cái cuộc sống ảo để trở về quê hương thì anh ấy có gặp phải những cái ánh mắt soi mói của làng xóm hay là lập nghiệp đã có những cái gì khó khăn. Xin mời Thiên Minh cùng quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Dịp cuối tuần, Lệ Rơi, Nguyễn Đức Hậu lại dành thời gian để chăm sóc cho vườn ổi của gia đình. Hiện anh Hậu đã trở về quê và trở thành công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Thời gian rảnh rỗi, anh phụ giúp việc đồng áng cho bố mẹ. Sau 4 năm ồn ào trên các mặt báo, tham gia vào làng giải trí Việt, Lệ Rơi vẫn giữ được sự chất phác, nồng hậu và gần gũi. Người dân đất ổi quê anh vẫn nhớ đến anh như người đã từng gây tiếng vang cho ổi Thanh Hà. Lệ Rơi đi bán ổi mà. Thế là tôi cũng xem qua truyền hình ấy, thì là Lệ Rơi đi bán ổi là từ đấy đổi đi là nó có nổi tiếng hơn một chút. Với gia đình Lệ Rơi, hiện bố mẹ anh chỉ mong anh yên bề gia thất, ổn định cuộc sống. Thì cô bây giờ là mẹ thì cũng chỉ mong muốn cháu về quê hương làm ăn ổn định lấy vợ thôi. Khép lại những ồn ào sau một thời gian thử sức công việc quá với khả năng của mình, Lệ Rơi lại trở về quê hương, bởi gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất với người nông dân này.
Vâng, cái thương hiệu ổi Lệ Rơi chính là một cái thương hiệu nó chỉ là cá nhân và chụp giật. Lúc đó thì cũng chưa ai có thể chứng nhận rằng là cái ổi Lệ Rơi có an toàn hay không. Và nhiều người đã ngay lập tức là lợi dụng cái việc đó để bán những cái quả ổi không phải là ổi của Thanh Hà và cũng không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn. Vậy thì đó có phải là một cái sự chụp giật không? Thì thực chất ổi Lệ Rơi nó chỉ là một thương hiệu cá nhân. Mà để phát triển một thương hiệu cá nhân thì rất là khó. Còn về mặt hàng nông sản hay các mặt hàng về cây trồng thì mình phải phát triển theo một định hướng vùng miền thì mới phát triển được. Nên thương hiệu ổi Lệ Rơi mình nên tạm gác lại và sẽ chuyển sang thương hiệu ổi Thanh Hà. Và bây giờ thì vùng miền cũng được quy hoạch chuẩn rồi thì cái việc phát triển thương hiệu ổi Thanh Hà nó sẽ dễ dàng hơn trước. Bây giờ cho anh xem lại những cái clip khi mà mình còn là Lệ Rơi thì anh có dám xem lại không? Thực chất ra đến bây giờ ấy, khi coi lại những clip của mình ấy, không dám mở ra xem. Vì không hiểu là tại sao hồi đấy lại làm được như vậy. Nhưng cũng có khả năng là hồi đấy do cũng một thời gian trong tình trạng tự kỷ để giải khuây, xả chết cho bản thân thì mới dám làm vậy. Gặp lại Nguyễn Đức Hậu Lệ Rơi, giờ tôi thấy anh chín chắn hơn rất nhiều so với cách đây vài năm trước. Lý do vì sao mà anh lại có một cái sự thay đổi mạnh mẽ như vậy? Cuộc sống của ai cũng vậy. Họ đều phải tôn sửa bản thân để cho phát triển bản thân mình một cách đi lên. Chứ không phát triển bản thân mình theo một hướng lệch lạc, đi xuống, sai cái giá trị cốt lõi của nhân văn con người. Có một số người muốn nổi tiếng nhanh chóng và họ kiếm tiền bất chấp những cái lời dị nghị. Chẳng hạn như một số hiện tượng mạng xã hội Quân Cun, Kenny Sang hay là Bà Tưng và gần đây nhất thì là Khá Bảnh. Vậy thì Lệ Rơi có những cái nhận xét gì? Về cái vấn đề các hiện tượng mạng như bạn vừa nêu thì mình cũng không muốn nhận xét gì nhiều. Vì trước kia mình cũng là một hiện tượng. Và khi đấy mình cũng có trả lời bên phóng viên báo chí cũng như truyền hình là giới trẻ đang tát nước theo mưa và chạy theo những cái hiện tượng ảo như bản thân mình cũng chia sẻ. Đấy là một cái lệch lạc từ suy nghĩ của giới trẻ. Các hiện tượng mạng như mình, Quân Cun hay là gì, tung hô một hiện tượng nó không có cái giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu giới trẻ không có nhận thức đúng đắn về vấn đề đó, họ sẽ đi theo một lệch lạc và sau này phát triển lên, họ sẽ có những cái suy nghĩ và những cái hướng hành động cũng như việc làm của họ sẽ gây ra cái hệ lụy xã hội sau này. Anh có muốn gửi gắm gì đến giới trẻ? Khuyên các bạn trẻ muốn thành công được bất cứ việc gì thì mình phải đi từ bước nhỏ nhất và phải có tư duy nền tảng cốt lõi của công việc đó thì mình mới phát triển được. Cuộc sống ai cũng vậy thôi. Điều cốt lõi nhất là an cư lập nghiệp, phải có một cuộc sống hạnh phúc và báo hiếu gia đình, người thân. Năm nay 33 rồi, cố gắng sao để trong năm nay trả lợi cho bố mẹ được một nàng dâu và sinh cho ông bà đứa cháu. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thực và sâu lắng của anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, lao động sáng tạo bằng bàn tay và khối óc theo đúng khả năng của mình, đó chính là cách để mỗi người tìm đến thành công. Và câu chuyện của Lệ Rơi, hiện tượng mạng xã hội nổi nhanh và chóng chìm, dù khao khát làm giàu nhưng thiếu trang bị kiến thức cần thiết cho bản thân, đã khiến cho một anh chàng nông thôn nhanh chóng rơi vào cạm bẫy cám dỗ của sự nổi tiếng hào nhoáng. Vâng, và hy vọng rằng là những trải nghiệm của anh chàng Nguyễn Đức Hậu Lệ Rơi được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là bài học để giúp cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ của chúng ta rút ra những kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống và trên con đường lập nghiệp.